Nói chung là cả cả tháng nay cũng được 300 mấy 400. Wow. Nhưng mà không phải mỗi giai đoạn, marathon mình có tháng lên hơn 500 cơ, tháng 12. Thế nhưng mà ở đó rugby thì mọi thứ đều có thể, đều rất là tuyệt vời. Và mình thấy rằng là cái người mà cần sức khỏe cũng nên vào đây, cái người mà tức là người mà muốn sức khỏe thì nên vào đây, muốn sắc đẹp cũng nên vào đây, mà người giàu cũng nên vào đây, và người cần bạn bè cũng nên vào đây, người thích thể hiện cũng nên vào đây, người thích có nhiều game show, thích chơi, thích phong trào cũng nên vào đây, và người khó khăn cũng nên vào đây, người không có tiền cũng nên vào đây, người không có kinh tế cũng nên vào đây. Tức là mình thấy rugby là dành cho tất cả mọi người. Thế nên là mình cứ lan tỏa thôi, mình cứ yêu thôi, mình cứ vẫn cứ song song hai mái chèo, mình khoe mọi người là doanh số của ngày hôm nay thì mình không nhớ, nhưng mà cũng nhiều trong hôm qua hôm nay, nói chung là cả tháng nay cũng được 300 mấy 400. Mình có tháng lên hơn 500 cơ, tháng 12. Và marathon là trong cái bảng của mình cũng đứng số 1 đấy. Và hầu như tháng nào mình cũng tầm 300, 400 trừ tháng Tết mà nghỉ mất nửa tháng ấy, thì doanh số nó mới khoảng xuống khoảng 200 mấy thôi. Và từ cái lúc vào đến bây giờ nên nó cứ đều. Nên là lần đầu tiên trong đời mà một cái năm mà đóng thuế thu nhập cá nhân lên tới gần 100 triệu. Thế là thế, happy lắm. Thế mình cũng xin chia sẻ như thế, và cũng xin cảm ơn bạn Sơn, cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội được chia sẻ, và chúc mọi người là cứ tin tưởng, cứ làm việc thôi. Bởi vì mình nghĩ là với một cán bộ đảng viên, một người quản lý như mình mà làm việc thì chắc chắn là phải chọn những cái công việc chuẩn chỉnh nhất. Và đối với Doropy mình thấy qua gần 2 năm, hơn 1 năm trải nghiệm thì mình thấy nó rất là chuẩn chỉnh, nó rất là tuyệt vời. Chứ còn mình thì chẳng sợ mất gì ngoài mất uy tín, nhưng mà mình không mất uy tín mà còn được tăng uy tín và được yêu thương hơn, quý mến hơn, được gần gũi mọi người hơn, từ cả gắn bó trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Nên mình thấy mọi người là cứ nếu mà mọi người chưa yêu thì hãy yêu đi, còn chưa thích thì hãy thích đi, còn chưa bắt đầu thì hãy bắt đầu đi, bởi vì những giá trị đạt được là rất là tuyệt vời, quan trọng mình đón nhận nó như thế nào thôi.